Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới thật là bình yên, vui vẻ nha các bạn. Mấy hôm nay bận quá các bạn ơi, khán giả cứ hối Phương Văn ơi sao không thấy lên video, mà ngóng chờ hoài không thấy lên, hôm nay tái xuất các bạn ơi. Tại vì mấy hôm nay bận quá, mong mọi người thông cảm ha. Tất cả những cái thông tin vừa qua thì mình cũng đã nắm và mình mong muốn để chia sẻ một cái video này đến quý vị khán giả. Chủ đề liên quan tới cô Linh Tinh và vụ 100 triệu ha các bạn. Đây là một cái 100 triệu mà từ bấy lâu nay không ai tìm ra. Bây giờ Phan Phong đã tìm ra rồi, manh mối bắt đầu từ đây ha các bạn. Tất cả những người bên vực cô Linh Lan hiện tại vẫn không công nhận cái điều đó là sự thật. Và họ luôn đi theo một cái chiều hướng lệch lạc các bạn ơi. Họ lái qua một cái vụ khác, một cái chuyện khác chứ họ không hề đá động tới cái vụ mà 100 triệu. Họ cho rằng bên phe tà giáo, bên phía Ái Vân rồi cố tình hãm hại cô Linh Lan. Nhưng mà cộng đồng mạng đã biết rồi, từ trước tới giờ cô Linh Lan này là một trong những cái người mà đầu tiên cầm đầu trong cái vụ mà lừa đảo 100 triệu đó các bạn, thì chính là cô chứ không ai khác ha các bạn. Hôm nay mình cùng với tất cả quý vị khán giả cùng bàn luận phân tích xoay quanh cái chủ đề này các bạn ơi. Tưởng đâu là cái thời gian trôi qua, mọi thứ nó đã êm đềm và trôi vào dĩ vãng ha các bạn. Tuy nhiên cái việc đó thì không dừng lại các bạn ạ. Vậy mà bên họ cho rằng là phía bên thầy cô Ái Vân vẫn cố tình môi móc dìm cô Linh Lan xuống. Họ nói rằng cô Linh Lan đã im lặng rồi, đâu có nói gì nữa đâu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thì cái câu này không biết là cho phía Linh Lan hay là cho thầy cô hay cộng đồng mạng. Đó, tất cả những gì trong cái thời gian qua là cô Linh Lan này đã gây bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ. Mà chính bản thân cái cô này, các bạn thấy khi Vân Quang Long nằm xuống đó, là chỉ có 1-2 ngày thôi là tí ta, tí đợt tởn là chơi TikTok. Rất là vui vẻ, bởi vì phía bên kia nói là rất là ngưỡng mộ tinh thần của cô Linh Lan, rất là mạnh mẽ, vượt qua cái nỗi đau khi mà chồng đang chết. Mà chính bản thân cô đâu có xi nhê gì đâu các bạn, có thương yêu gì đâu mà chồng chết mới đó, lấy một vài giọt nước mắt để đứng lên video là nói là thương yêu anh Vân Quang Long. Nhưng mà mấy ngày sau đó là chơi Facebook nè, đăng tải hình cười te tét, và đồng thời TikTok cũng vậy các bạn ơi, đăng tải là rất là vui vẻ. Tại vì chính bản thân cô là với Vân Quang Long đã chấm dứt hơn một năm trước rồi các bạn, không còn tình cảm nữa. Cho nên cổ đâu có lấy gì mà thương tiếc đâu các bạn. Sau đó là tự dàn dựng ra một cái câu chuyện ngay từ đầu luôn. Khi mà Vân Quang Long qua đời được mấy ngày, dàn dựng lên cái vụ mà lừa đảo 100 triệu đó các bạn. Bởi vì lúc đó mình cũng như là tất cả quý vị khán giả, cộng đồng mạng rất là thương cho cái cô này. Tại vì chồng đang chết mà bây giờ ai đó đã là giả tâm lừa dối cô lấy 100 triệu đồng, đau lắm chứ các bạn. Đó, trong khi đó là con cái còn nhỏ mà ai đó đã lừa gạt như vậy, thì cô này là có cái mục đích lớn lao ngay từ đầu luôn các bạn ơi. Muốn cho cộng đồng thương yêu, bỏ con tép mà bắt con tôm đó các bạn. Cái hành động sâu độc và đồng thời cái lòng tham của cô Linh Lan này đó các bạn, phải nói là không đáy các bạn ơi. Bây giờ hốt được gì thì hốt. Mặc dù là bây giờ Vân Quang Long chết rồi, nhưng mà muốn hốt thêm một số tiền nữa để dành cho mình ha các bạn. Bây giờ cổ làm nhiều cách, không cách này thì cũng cách khác. Bây giờ tất cả các bạn YouTuber đứng bên vực cô Linh Lan đó, bây giờ tôi hỏi các bạn nè, từ trước tới giờ cô Linh Lan có đi làm cái gì mà ra tiền hay không? Hay là ngửa tay xin tiền, ăn bám của người này rồi hết người khác? Đó là ăn bám Vân Quang Long, ngửa tay xin tiền. Trong khi đó là Vân Quang Long cài cuốc như trâu như bò bên Mỹ gì đó các bạn. Mà lúc nào cũng vòi vĩnh tiền. Còn bản thân mình bên đây là ăn không ngồi rồi. Hiện tại Vân Quang Long chết rồi, bởi vì báo chí mới hỏi đó, công việc của cô làm gì để trang trải trong cuộc sống gia đình của mình. Báo chí phỏng vấn hỏi câu đó mà không biết nhục các bạn ơi. Sao không trả lời đại đi, bây giờ em á, là bây giờ ngửa tay em xin tiền Mạnh Thường Quân. Đó chứ nói lòng vòng làm gì, nói bé Hay Lình nó còn nhỏ, em tạm thời ở nhà trông con. Đó, còn bây giờ Mạnh Thường Quân thương tình cho em chút đỉnh rồi em lấy đó em dùng em xài. Mà thực sự như vậy đó, bây giờ những cái con người này mà vừa tham lam nè,
vừa sâu độc nè, rồi những cái câu chuyện mà trong gia đình á, cái ứng xử cũng không có các bạn ơi. Nói chung là cái cô Linh Lan này là không được một cái gì luôn đó các bạn. Giật chồng người ta, phá hoại gia can, hạnh phúc gia đình người ta. Rồi cái cách đối xử với cha mẹ mà bên phía Phong Quang Long cũng không được. Chính cha mẹ của cổ đối xử còn không ra gì, huống hồ về người ngoài. Mẹ ruột của cổ đó, trước đây Vân Quang Long mà cho tiền đó, về cho 1-2 triệu đồng là khi mà vui thì thôi. Mà buồn á là cổ tìm cách cổ lấy tiền lại của mẹ cổ đó, cổ có cho đâu. Chính mẹ ruột của mình mà mình còn đối xử như vậy thì huống hồ về người khác các bạn. Cái vụ 100 triệu là cổ tính toán ngay từ đầu rồi các bạn ạ. Nói là lừa đảo một ai đó mà nói xạo ngay từ đầu là mình nghe mình đã nghi rồi các bạn. Mình nghi hình như là có cái vấn đề gì đó. Nhưng mà các bạn biết không, cái lúc đó Vân Quang Long mới nằm xuống rồi báo như vậy thôi. Mình nghĩ ra là tang chế xong rồi cổ cũng đi báo công an. Mà các bạn biết á, công an Việt Nam rất là hay. Bây giờ không phải công an đi nữa, bạn cũng có thể tìm ra nè. Bây giờ đưa cái số tài khoản đi. Đó, rồi mình chuyển cho ai là cái tên á, là nó tự động nó bật ra nè. Mình cũng biết là cái số tài khoản nó tên gì nữa các bạn. Và họ đã tra ra như vậy. Nhưng 4 tháng trôi qua, cổ đâu có đi báo công an đâu. Đó, rồi cuối cùng Phan Phong cũng là tìm ra như vậy. Đáng lẽ ra bên các bạn, những người binh vực cô Linh Lan á, là cổ đã mất 100 triệu. Phan Phong tìm ra như vậy thì các bạn phải mừng chứ. Còn cái này các bạn cũng đã biết rồi, cái việc đó là nó không sự thật, mà là cô Linh Lan tự dựng lên câu chuyện đó để lừa dối cộng đồng, nhằm để cho cộng đồng thương yêu mình góp thêm một ít tiền nữa các bạn. Ví dụ như bây giờ nói lừa 100 triệu đó, ít nhất cộng đồng mạng hoặc là Mạnh Thường Quân cũng là thương tình góp cho cô là bằng cái số tiền ấy hoặc là hơn nữa ha các bạn. Lừa dối trắng trợn luôn các bạn ơi. Bây giờ là ra cái sự thật như thế này rồi, bây giờ các bạn còn nói gì nữa? Có một bạn YouTuber và nhiều bạn khác cũng binh vực nói tại sao có những cái bài post nói là Lâm Thành Niệm là một người anh rể, là một người chồng hờ của Phan Thị Ngọc Nhi, rồi đưa địa chỉ rồi vân vân đầy đủ hết như vậy, tài khoản, chứng minh thư gì đó, và moi luôn cái thông tin của Lâm Thành Niệm hồi năm rồi, tháng 9 năm rồi là mới vừa ra tù đó các bạn, vì một số tội mà vi phạm pháp luật mua bán hàng cấm đó các bạn. Thì anh này đã là có 2 lần tiền án tiền sự rồi. Thì bây giờ cái bài post ai không biết. Nhưng mà bạn nói là bây giờ bạn đọc như vậy thì bạn nói là tại sao là moi móc đời tư người ta, tại sao không có chứng cứ mà đưa ra những cái thông tin như vậy. Bây giờ tôi hỏi bạn nè, bây giờ là đưa ra những cái thông tin chứng cứ như vậy, nếu như bạn nói là cô Linh Lan bị oan thì bây giờ tự bạn đi xác minh coi đúng như vậy hay không, Lâm Thành Niệm có phải là anh rể hờ hay không. Như vậy các bạn biết là Phan Thị Ngọc Nhi đó, công an Vĩnh Long cũng đã xác minh là độc thân nhưng mà có 2 đứa con ha các bạn. Rồi cô Ngô Thị Trúc Ly cũng không có kết hôn với Vân Quang Long mà có một đứa con là Ngô Mẫn Nhi đó các bạn. Chị em là không có ai kết hôn hết nhưng mà đều đẻ sòn sòn hết các bạn ạ. Chính bản thân cô cũng khai là mẹ cô có những người con mà đều mang họ Phan là họ mẹ, không có mang họ cha. Chỉ lọt mình Ngô Thị Trúc Ly đó là cô Linh Lan là mang họ cha thôi. Đó, cái đó là các bạn thấy là cổ tự khai. Công an đã xác minh một ít thôi, còn nhiều cổ lên cộng đồng cổ khai hết. Và các bạn vẫn còn binh vực, tôi không biết binh cái gì nữa. Bây giờ hãy đưa ra một cái con đường cho cổ, một là lựa chọn, một là làm lại cuộc đời, hai là đi tiếp tục đi con đường mà gian dối xảo trá như vậy rồi mai mốt có ngày bốc lịch. Tại sao các bạn không đưa ra những cái ví dụ hoặc là đưa ra một cái định hướng để cho cô Linh Lan này đi đúng đường? Mà giờ này bạn nói là cái việc mà cô Linh Lan á có chuyển tiền cho ai hay không á, thì không có liên quan gì tới người khác. Đúng là đâu có liên quan tới người khác các bạn. Nhưng mà ở đây là liên quan tới cộng đồng mạng ha. Không liên quan tới người khác nhỏ quá ha. Bây giờ liên quan tới cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Như vậy cô Linh Lan này lên video đã chia sẻ những ai đã lừa đảo cô Linh Lan như vậy. Thì bây giờ phải tìm ra 100 triệu cho cô chứ. Mọi người cảm thấy là rất là ức. Vì trước đây đã chửi mắng cái người mà lừa đảo cô Linh Lan như vậy đó các bạn. Và chính bản thân của bạn cũng phải thương xót. Ví dụ như là cô Linh Lan hay là ai đưa nữa
thì bị lừa 100 triệu như vậy, bạn cũng thấy là thương chứ. Bây giờ đã tìm ra sự thật hết rồi, trắng trợn như vậy rồi, mà bây giờ bạn vẫn còn tiếp tục, bạn nói cái bài boss đó của ai, tại sao đem ra những cái bằng chứng như vậy, không có xác thực, cố tình dìm cô Linh Lan, rồi bạn nói là bên phía bên kia ăn trộm tiền không được. Xin lỗi bạn nha, bạn dùng cái từ ăn trộm tiền là bạn quá đáng lắm rồi đó các bạn. Đó, tại sao bạn nói là phía bên kia Ái Vân với thầy cô ăn trộm tiền không được, cho nên là bây giờ là tìm cách để dìm cô Linh Lan. Xin lỗi bạn ạ, dìm chỗ nào? Một cái con người mà từng phá gia can hạnh phúc gia đình của người khác, làm loạn cộng đồng mạng như vậy, một cái người mà không đàng hoàng tử tế như vậy, lừa chính bản thân bạn luôn, lừa bạn luôn đó. Bạn có biết không, mà bạn lên bạn nói là thầy cô ơi, phía Ái Vân là ăn trộm tiền phúng điếu không được. Bạn dùng cái từ ăn trộm đó là bạn coi chừng bạn bị kiện đó nha các bạn. Chứ tại sao bạn nói ăn trộm? Bạn có biết cái việc ăn trộm là một cái hành vi vi phạm pháp luật không, mà bạn nói là phía bên kia ăn trộm tiền không được, rồi tìm cách moi móc để dìm cô Linh Lan. Dìm làm cái gì các bạn? Một con người mà không có sự thật, giả dối cộng đồng mạng từ trong nước tới ngoài nước. Mà bạn nói bây giờ cộng đồng mạng ai cũng thương cô Linh Lan hết. Đúng là thương, nếu như cổ là người bị hại thì người ta mới thương. Còn bây giờ là cổ là một cái người mà lừa đảo, lừa dối cộng đồng. Nhằm mục đích gì? Lợi dụng lòng thương và tình thương của mọi người để mong quyên góp cho cô thêm tiền. Đó, ăn không ngồi rồi, ngửa tay xin tiền. Có làm gì đâu, có công ăn việc làm gì đâu. Các bạn còn lao động, các bạn buôn bán, các bạn đi làm việc, các bạn làm từ sáng tới tối vất vả. Còn cô Linh Lan này, đó ngửa tay xin tiền Mạnh Thường Quân, đó chuyển về. Trước đây nói cái cô nào ở Úc á, chuyển về cho cô 100 triệu trong cái vụ lùm xùm đó các bạn, là nói là Mạnh Thường Quân có một chị nào đã âm thầm giấu tên, chuyển về cho cô Linh Lan 100 triệu đồng. Lúc đó là mình nghi rồi, cái cô này nói không có thực sự nha. Đó, không bao giờ có cái Mạnh Thường Quân nào mà nghe cái thông tin cô Linh Lan này mà sẵn sàng chuyển cho 100 triệu. Coi chừng là chuyện bất bình thường, mà đúng như vậy các bạn ạ. Cái người mà chuyển cho cô Linh Lan 100 triệu đó, họ hàng gì cô, là dì ruột của cô gì đó. Đó, bây giờ bày ra cái kế như vậy để chuyển 100 triệu đồng cho cô ta, để cho Mạnh Thường Quân người khác ra đặng ùn ùn, đặng về, đặng góp cho cô ta. Thực sự mà nói, khi mà ăn cái đồng tiền của những Mạnh Thường Quân đó các bạn, người ta là chuyển không đúng mục đích, người ta giúp đỡ những con người thực sự là khó khăn. Còn bạn là một cái người mà lừa đảo để là lấy lòng của Mạnh Thường Quân. Bạn còn nói cộng đồng mạng này ai cũng thương là cô Linh Lan hay dân, còn tại sao Ái Vân không thương? Trước mắt bạn thấy, bạn nhận định trong cái câu chuyện này, Ái Vân có phải là một cái người mà bị nạn hay không? Một cái người mà hết sức là đau khổ khi chồng người ta bị cái cô linh tinh này, đó, mang chồng người ta đi, giật chồng người ta đi. Tôi hỏi bạn là trong xã hội này, có ai chấp nhận một cái con người thứ ba mà đi phá gia can giật chồng của người khác hay không? Ví dụ như bạn, bây giờ ra bạn thử bạn đi giật chồng của người khác coi, người ta không là bầm dập bạn te tua hả? Người ta đánh bạn hay cái mặt về má nhìn không ra luôn chứ đừng có nói. Ái Phân là quá hiền đó các bạn. Thấy trong cuộc sống này không, nếu như cái người thứ ba mà xuất hiện đó các bạn, thì người ta không chửi, người ta không đánh, người ta không mướn người là thủ tiêu đó là đã may rồi đó. Cô Linh Lan này thấy gia đình người ta hiền quá. Tại vì á, cái cách ăn nói của các bạn là nó vô giáo dục, thành ra bạn chửi tục tiểu không à. Còn cái phía thầy cô với Ái Vân đâu có thể nào mà mở lời ra chửi như các bạn được. Không nhờ YouTube nó càng quét đó ha, các bạn còn chửi tục tiểu nữa. Chính bản thân bạn, bạn chửi tục tiểu như vậy, bạn xem đi tất cả những người bên vực cô Linh Lan đó, từ trước tới giờ xem cái chửi tục tiểu thế nào. Đó, ăn nói là khi mà lên video các bạn thấy là không có văn hóa, nó nhục ơi là nhục, cái mắc cỡ dễ sợ luôn. Lên cộng đồng mạng mà vênh váo chửi mắng, chửi thề, chửi tục này kia nọ. Và những cái video đó chắc sau này các bạn cũng xóa thôi, hoặc là bạn ẩn thôi, chứ bạn không bao giờ bạn để tồn tại được đâu. Sau này để con cháu hoặc một ai đó thấy là bạn vênh váo, bạn chửi tục tiểu không, trời nó mắc cỡ vô cùng luôn. Rồi có những người mà
Dạ, bà cô nuôi, dạ mẹ nuôi để bác bắn không tới đưa lên những cái từ tục tiểu so bộ phận nhạy cảm của mình. Và có một người nam YouTube cũng vậy, cũng đem lấy cái củ quý của mình đi khoe đầu làng tới cuối làng. Trời, nó nhục nhã gì đâu hả các bạn ơi. Tại sao các bạn lên video, các bạn không nói nhẹ nhàng, lịch sự? Nếu bạn muốn binh vực cô Linh Lan thì bạn cũng tìm ra cái chứng cứ và đồng thời bạn phản biện lại cái vấn đề nào đúng, vấn đề nào sai để bạn binh vực. Thì đâu có ai cấm cản các bạn đâu. Còn đằng này bạn lên bạn xúc phạm, bạn chửi quá trời luôn. Sau khi Ái Vân đi kiện 20 YouTuber nè, thầy cô đi kiện nè, mới lòi ra được cái tên là Phan Thị Ngọc Nhi là chị gái nè. Sau đó công an Vĩnh Long đã xác minh như vậy. Thì các bạn hỏi coi là công an Vĩnh Long có làm đúng hay là sai. Có những người YouTuber lại là chửi mắng Việt Nam sử dụng luật rừng ha. Bạn nói như vậy thì bạn đừng có gỡ video. Bạn nói như vậy bạn xúc phạm tới là đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Bản thân của bạn, cha mẹ, dòng họ của bạn nó vẫn còn ở Việt Nam. Mà bạn ăn cơm uống nước Việt Nam, bạn lớn lên bây giờ bạn ra nước ngoài, bạn cái cách ăn nói như vậy có phải là con người của bạn là có nguồn gốc Việt Nam hay không? Đầu óc của bạn nó có một cái vấn đề, cái não của bạn khuyết tật và khuyết tật luôn cả tâm hồn. Bây giờ cộng đồng mạng cũng đã lần mò tìm ra danh tính của cái người mà lừa đảo cô Linh Lan đó. Bây giờ cái người đó là anh rể, thì bây giờ người ta nói là anh rể thì bạn tính sao đây? Bạn dám bảo đảm không có không? Hay là bạn có đi xác thực được cái thông tin không? Bạn đi về lấy đúng cái địa chỉ đó. Bên các bạn là mấy chục người YouTuber sẵn sàng xuống nhà cô Linh Lan ha, chửi mắng cha mẹ Vân Quang Long mà đứng giữa bàn thờ của Vân Quang Long để là đốt nhang. Vân Quang Long về mà không bẻ cổ dặn họng các bạn là mới thua đó. Đó, bây giờ nếu như mà các bạn chửi mắng cha mẹ người ta có yên lòng hay không mà bạn xuống đó, bạn có vì cái gì? Có phải là bạn kiếm những cái đồng tiền mà nhơ bẩn trên cái YouTube của bạn hay không? Vậy mà lên nói hay lắm, các bạn làm như vậy, các bạn kiếm tiền, kiếm view, kiếm like. Vậy chứ chính bản thân của bạn, bạn đi làm những cái trò như vậy, thực sự là vừa thất đức nè các bạn. Mà vừa cảm thấy là con người của mình nó không có cái giá trị. Khi mà mình binh vực một cái con tiểu tam, một cái con người mà giật chồng người khác, và trong xã hội này không ai chấp nhận và vi phạm pháp luật như vậy mà các bạn vẫn là binh vực. Còn bây giờ bạn nói là cô Linh Lan chuyển tiền cho ai 100 triệu đó, có chuyển hay không thì không liên quan gì đến người khác. Thật sự bạn nói là không liên quan tới người khác, nhưng mà ở đây là vạch trần sự thật cô Linh Lan này lừa dối cộng đồng mạng, tại vì cổ lên video mà lừa dối các bạn luôn. Sau này cổ rất là buồn cười cho những cái người mà binh vực cổ đó. Đó, sau này sự việc đó đã trắng đen hết rồi, là cô Linh Lan này cười vô mặt các bạn, nói mấy thằng cha YouTube này nó ngu ơi là ngu luôn đó. Trước đây mình lừa dối cộng đồng, lừa dối các bạn luôn, mà các bạn vẫn binh vực, các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ. Bây giờ bạn nói là quá khứ Linh Lan không quan trọng, mà bây giờ cô Linh Lan này sống tốt rồi, được cộng đồng mạng thương yêu rồi, bây giờ sống tốt rồi. Như vậy trước giờ bạn có công nhận là cô Linh Lan là không phải là người tốt hay không? Cái lời nói bạn nói như vậy chứng tỏ rằng trước đây những cái quá khứ như vậy là bạn không chấp nhận cô Linh Lan. À, mọi người nói như vậy đó, quá khứ không quan trọng, cái chuyện ra chuyện quá khứ rồi, hôm nay là sống tốt rồi, ngoan hiền rồi. À, bây giờ bên kia là ăn cắp tiền không được, ăn cắp tiền phúng điếu không được, tìm cách để moi móc. Xin lỗi bạn à, cảm thấy lấy cái số tiền mà phúng điếu nhục ơi là nhục. Có ai mà thò tay mà lên mà lấy 50 mấy triệu khi mà Vân Quang Long ở trên chùa không? Đó, khi mà mới nằm xuống thôi mà tiền phúng điếu trên chùa chia ra 50 mấy triệu mà dám cầm về luôn, tôi mới sợ thiệt. Một cái con người về mà trơ trẽn dễ sợ luôn. Nói là tôi là Linh Lan, tôi là vợ chính thức, là vợ hiện tại, mà trong khi chồng chết rồi chia cái tiền phúng điếu ra mà mang về, thiệt là tình á. Trên thế gian này chỉ có một cái con yêu tinh là như vậy luôn. Tại sao không hỏi, ba mẹ ơi, chi phí nó bao nhiêu, tiền xây mồ xây mã gì thế nào, con về con bán giường bán đất bán nhà của con á, con phụ xây mồ mã cho anh Vân Quang Long. Đó, có nói câu nào không các bạn? Tất cả những người binh vực cô Linh Lan thấy cô Linh Lan có đúng hay sai? Hay là nói đưa thì tôi lấy chứ, ngu vậy không lấy?
Một cái con người mà nếu mà biết trong cái cách cư xử đàng hoàng ở đó các bạn, không bao giờ người ta lấy số tiền đó, và đồng thời những cái số tiền mà ca sĩ hải ngoại chuyển về cũng vậy nữa, là mình cũng không nên cầm, tại vì khi mà lo mồ mả Phân Quang Long chưa xong nè, đó, rồi tiền ca sĩ trên này quyên góp cho cũng ngửa tay mà lấy, nói chuyển lại, gửi lại cho ba mẹ dưỡng già, tại sao cô không gửi, đó, như Quách Tức Nhu có nói đó, cái số tài khoản đó em có tự lấy mà em chuyển đi, chứ còn anh tới nhiệm vụ tới đây là anh đã hết. À, em nhờ các anh, em nhờ anh Phan Đinh Tùng, nhờ anh Quách Tấn Du chuyển cái số tiền này lại cho ba mẹ. Đó, hai anh nói vậy không biết mắc cỡ. Ở trên mạng có cái số tài khoản của thầy cô, em muốn chuyển cái gì thì tự tay em chuyển, chứ còn anh thì anh không có can thiệp vào vấn đề đó. Vậy mà cuối cùng có chuyển đâu, chuyển mới sợ, trời ơi, có dám chuyển. Lấy được tiền rồi mừng quá trời mừng luôn. Trước đây anh Hằng Thái Tú mà ba cái tiền bạc mà chuyển về trễ là lên video là nói xấu anh Hằng Thái Tú. Em không có nhận một đồng nào á, em không có nhận một đồng nào. Thực sự mà nói á, những anh em bên nghệ sĩ ở nước ngoài á, người ta đã nghe danh cô từ lâu, người ta sợ quá trời sợ luôn rồi. Trước đây á, là nhờ người này nhờ người kia để kết hôn, để đi qua bên Mỹ. Tới chừng nhờ không được rồi, Quang Quang Long nằm xuống bây giờ, nói là chồng mình là đi kết hôn giả này kia kia nọ. Vậy trước đây mình cũng không kêu chứ Quang Quang Long kiếm người cho mình để kết hôn giả hả? Để đi hả? Tại sao mà bây giờ đi qua bển là làm tiền gửi về cho mình rồi, mà bây giờ chồng mình nằm xuống mình lại là nói xấu chồng mình khui ra. Đó, nếu như mà Quang Quang Long có đi kết hôn giả đi nữa thì cũng mang cái số tiền đó về cho cô. Rồi bà mẹ nuôi đại bác bắn không tới, nói là qua bển để 2 năm, 3 năm gì đó, để đưa cô Linh Lan này qua để là làm kiếm tiền trả nợ cho mẹ cô Linh Lan. Đó, toàn là nói dối không à các bạn ơi, trời ơi sao mà các bạn ơi nói dối mà trơ tráo mà từ mẹ cho tới con gì không biết. Mẹ mình là thuộc là hộ nghèo, đó, hộ nghèo ở xã mà giờ này có tiền mà đưa như vậy mới lạ chứ. Nói chung là cả gia đình đều là lừa đảo hết các bạn ơi. Các bạn thấy một cái thành tích đáng nể không? Đó, thành tích vi phạm pháp luật không? Phan Thị Ngọc Nhi có hành vi trộm cắp tài sản. Bây giờ tôi hỏi các bạn nè, công an đã xác minh như vậy. Bây giờ tôi hỏi các bạn, bạn phân tích cái câu này như thế nào? Bạn có đồng ý với công an là Phan Thị Ngọc Nhi có là hành vi trộm cắp tài sản? Nếu như bạn nói công an nói sai, bạn đi kiện, đó, bạn về công an Vĩnh Long, bạn kiện, bạn nào mà đứng lên mà nói cái vụ này, Phan Ngọc Nhi không có trộm cắp tài sản, bạn dám đứng lên không? Bạn nào mà dám đứng lên mà đối chất cái câu này, tôi đi đầu với đất ra các bạn. Dám không? Dám về công an Vĩnh Long để đối chất không? Thứ nhất, thứ hai nữa là hành vi của là bà Phan Thị Ứng, đó, cờ bạc có bản án ở Tân Lược, rồi có không các bạn? Các bạn dám về công an đối chứng không? Việc mà cái cô Linh Lan này với mẹ của cổ là đánh chị Hạnh đó, là sanh non sảy thai, phạt hành chính đó mà không có tiền đóng phạt, có không các bạn? Ba cái sự việc này khi mà công an có hai cái công văn xác minh như vậy, thì bây giờ tôi hỏi các bạn nè, có hay không? Nha, bạn trả lời có hay không thôi. Nếu bạn nói không, là bạn đứng lên, bạn bảo vệ cô Linh Lan, bạn đi về, bạn đối chất với công an. Bạn nào giơ tay của tôi xem nè, có dám giơ tay không? Có dám làm việc này hay không? Đó, mà bây giờ bạn mới nói là bây giờ môi móc đời tư, bây giờ công an nó xác minh như vậy đó. Bây giờ bạn nào ngon đứng lên để đối chất với công an, đứng ra bảo vệ cô Linh Lan này. Có ai dám giơ tay không? Còn giờ phút này, những cái người mà lừa đảo đó, đó là âm mưu của cô Linh Lan này. Cái người anh rể coi chừng mới mốt, anh rể mà ức chế qua anh rể lên đó các bạn à. Lúc đầu á, nói cái vụ việc này là mình cũng có vẻ là mình nghi ngờ, tại sao mấy tháng trôi qua rồi mà không báo công an, mà không có là mạnh mẽ để lên là kêu gọi để là cái sự thật nó phơi bày như vậy, mà cô Linh Lan này âm thầm. Cuối cùng bây giờ té ra cái người đó là cái người anh rể hờ ha, chồng của Phan Thị Ngọc Nhi. Bây giờ tôi nói là giả sử như cô Linh Lan không có âm mưu, không có bàn kế hoạch với anh là Lâm Thành Niệm này, thì nếu mà anh Lâm Thành Niệm là một cái người mà hiểu biết về công nghệ, lừa đảo như vậy đó các bạn, lừa đảo Linh Lan được thì mới mốt sẽ lừa đảo bao nhiêu người khác trong cộng đồng này nữa. Đó là một cái
tội lừa đảo vi phạm pháp luật nha các bạn. Ảnh mới vừa ra tù đó, một cái con người mà vi phạm pháp luật vào tù ra tội như vậy thì các bạn thấy là con người đó người ta như thế nào. Bây giờ chính bản thân người đó coi chừng cô Linh Lan này là cũng vướng vào cái hàng chất trắng gì đó các bạn ơi. Đó chứ bây giờ anh rể vướng như vậy mua bán chất cấm, rồi đồng thời là xem lại chị gái nè, cô Linh Lan là có vướng vào những cái vụ đó hay không, hay là có nghiện ra hay không nha các bạn. Chứ đừng có nói bây giờ nói là anh Lâm Thành Niệm là lừa dối. Đó bây giờ người ta tìm ra như vậy là chính bản thân bạn, bạn lên bạn còn quên váo, bạn nói là không có chứng cứ, mà ai bót xiển cái thông tin đó như vậy. Bây giờ bạn có chắc đánh cược hay không? Bây giờ bạn có chắc và dám đánh cược hay không? Vụ việc nó ra như vậy, bạn nào giơ tay đứng lên đánh cược nè. Đó, nếu như mà cô Linh Lan là một trong những cái người mà quen biết với Lâm Thành Niệm thì bạn nghĩ sao? Bạn tính sao với cộng đồng đây? Tính sao với mọi người đây? Đó, bạn nghĩ bạn binh vực đã nước này mà còn binh vực cái gì nữa trời? Không hiểu nổi các bạn, đầu óc của các bạn nó có cái vấn đề. Đáng lẽ ra câu chuyện này nó dài như thế, bạn binh vực từ trước tới giờ thì có những cái điều đúng, cái những điều sai thì bạn cũng phải phân biệt chứ. Còn cái này là bạn cố tình, bạn đi theo cái câu chuyện này, bạn cho một cái chiều hướng lệch lạc. Chắc có lẽ là trong lòng các bạn và trong đầu của các bạn cũng nghĩ ra rồi, có những cái cô Linh Lan này rất là sai, em đi xa quá đó mà em không hay đó. Mà các bạn giống như là lỡ leo lưng cọp và leo luôn đó các bạn. Đó, chứ còn không xuống được. Mình cũng nghĩ là một trong số các bạn cũng đã biết được sự thật về cái việc mà cô Linh Lan này là từng là lừa đảo và có một con người xấu xa. Xã hội không có ai chấp nhận cổ làm như vậy hết các bạn, làm bé giật chồng người ta rồi bây giờ làm loạn cộng đồng. Tới cái vụ mà dàn dựng lừa đảo như vậy nữa thì phải nói là một cái con người này quá đầy rẫy tội lỗi rồi. Chỉ có vào nhà tù mới là giáo dục cho cái cô này thành con người được. Nếu như ở ngoài đó, mai mốt đi cho cái vụ này chìm qua là tiếp tục lừa dối cộng đồng mạng nữa, mai mốt nó về nó làm vợ bạn đó thì nó sẽ cạo đầu luôn bạn và lừa luôn cha mẹ dòng họ bạn luôn. Đó, bây giờ là Vân Quang Long chết rồi, bây giờ đâu còn ai còn trẻ còn xinh đẹp đó. Bây giờ các bạn đó xem coi vợ mình không ở nữa thì bây giờ mò tới cô Linh Lan này đi. Đó, những anh còn chưa vợ đó thì bây giờ tấn công nhào vô để trở thành một cái cặp đôi hoàn hảo trong xã hội này luôn. Đó, thiếu gì người. Đó, mấy chục YouTuber mà. Các bạn nào chưa vợ hoặc là vợ đang bây giờ là chán vợ gì đó thì nhào vô cô Linh Lan này đi, hốt về đi, rồi sẽ biết cái cảnh liền. Chắc có lẽ là bản thân bạn á, nói tới cái việc mà đưa cho cô Linh Lan á, vào cuộc như vậy đó, chắc có lẽ bạn cũng không dám đâu. Thật sự mà nói, bây giờ cho không bạn, chắc bạn cũng là chắp tay bạn lại nữa. Đó, bạn nói hay lắm, bạn nói trên cộng đồng thì binh vực cô Linh Lan như vậy. Nếu mà cô Linh Lan này mà nhào tới bạn, chắc bạn cũng phải chạy 80 cây số cho bạn không dám nhìn lại đâu. Đó. Bây giờ cả cộng đồng mạng đều ai cũng biết cái sự giả dối cô này, lừa đảo trắng trợn như vậy. Bây giờ là biết được cái thông tin là Lâm Thành Niệm là anh rể rồi. Bây giờ tính làm sao đây các bạn? Vậy mà các bạn cho chìm xuồng, bây giờ bắt đầu bạn lái qua câu chuyện khác. Gia đình của Vân Quang Long là cướp đi số tiền, ăn trộm chứ. Bạn dùng cái từ ăn trộm, bạn nói thì sao bạn nghe được vậy các bạn? Con người của bạn nó không có cái não ăn trộm chỗ nào? Hả? Bạn biết cái từ ăn trộm là nó như thế nào không? Mà bây giờ bạn nói là lấy cái tiền của phúng điếu đó ăn trộm. Sau khi trừ hết rồi ăn trộm không được rồi tìm cách rồi hãm hại Linh Lan. Một cái con người mà cô Linh Lan như vậy á, trong xã hội này để cho xã hội giáo dục. Chứ bây giờ ai đâu mà giáo dục nổi nữa các bạn. Đó, đi vô nhà tù giáo dục ha, mới có hơn 30 tuổi đầu mà đặt ra một cái câu chuyện hết sức là động trời luôn các bạn ơi. Trong xã hội này từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy một cái con bồ nhí, một cái con vợ hờ vợ bé nào mà có âm mưu âm kế như thế này để rồi đó là cho cộng đồng mạng thương tình. Bởi vậy các bạn đã lầm rồi, các bạn nói sao mà tinh thần rất là mạnh mẽ, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Vì có thương yêu gì đâu mà không tươi cười vui vẻ các bạn. Đó, trong quá trình mà ở với Vân Quang Long mà còn lên mạng để đi tìm trai đó, nói em còn đây độc thân, em chưa chồng, em đang tìm kiếm là ai thương em thì em thương lại đó. Đó, sao các bạn không nhào vô mà các bạn thương yêu để hốt cô này đi. Cái vụ mà
tên của Phan Thị Ngọc Nhi, chị gái của mình, mà để tên trong cáo phó của Vân Quang Long mà các bạn trắng trợn như vậy mà các bạn vẫn còn không chấp nhận. Tôi không hiểu các bạn bị mờ mắt, các bạn bị cô Linh Lan này là qua mặt tất cả và đồng thời bám biếu theo cô này để mong tìm một cái đồng tiền dơ bẩn trên YouTube như vậy. Các bạn không xứng đáng đâu các bạn ạ. Những cái câu chuyện mà nó sai như vậy, bây giờ tên của chị gái mình là Phan Thị Ngọc Nhi mà mình vẫn lấy tên mình là Phan Thị Ngọc Nhi, nói mẹ đặt hai tên giống như nhau. Có ai mà vậy không các bạn? Cái người quân sư mà tất cả các bạn như vậy, các bạn là tư vấn cho cô Linh Lan, thật sự các bạn ngốc nghếch quá đi các bạn ạ. Các bạn cái đầu các bạn không có cái não, bạn tưởng là cộng đồng mạng là không biết, mà bao nhiêu triệu dân người ta đã biết. Còn bạn là trong cái số bạn mà cái đầu óc của bạn nhỏ nhoi à. Đó, mình giỏi thì có người giỏi hơn mình ha các bạn. Suy nghĩ của mình cho là hay, nhưng mà những người khác người ta còn hay hơn mình rất là nhiều. Cho nên cái việc mà đúng sự thật thì là ai cũng là binh vực. Còn những cái việc mà mình làm sai trái, mình cố tình lừa lọc, không bao giờ qua mắt được thế gian, không bao giờ qua được công an, không bao giờ chạy trốn khỏi pháp luật các bạn. Có những người á, các bạn biết á, là vi phạm pháp luật, chạy trốn cả đời luôn. Cuối cùng công an vẫn tìm ra và vẫn bắt được mấy chục năm sau đó các bạn. Chứ như cô Linh Lan này là chuyện nhỏ các bạn ơi. Trước mắt là cộng đồng mạng ai cũng biết được một cái con người là xảo trá, gian manh như vậy. Mà bạn dám đứng lên bạn nói là cộng đồng mạng ai cũng thương cô Linh Lan hết. Còn cô Ái Vân là không có người thương. Xin lỗi bạn ạ. Trong xã hội này không ai binh vực những cái con người mà sai lầm, những con người mà lừa dối các bạn. Tôi hỏi bạn nè, giả sử như là trong một cái vụ nào đó mà cái người bị nạn, thì bạn binh cái người bị nạn hay là bạn binh những cái người lừa đảo cướp giật? Tôi hỏi bạn vậy thôi. Đó, những cái câu chuyện nó đơn giản như vậy, bạn cũng nhận định được cái nào đúng, cái nào là sai chứ. Còn cái này bạn cố tình mà đi theo cô Linh Lan này tới nước này này, mà vẫn không chấp nhận là cái việc cô Linh Lan sai, thì tôi cũng bó tay. Một ngày nào đó công an nó mời, rồi nó dẫn đi từ người đó, đi vào tù, ăn công tù, các bạn đi lo ha. Các bạn mà nếu như bây giờ binh vực thì gán binh coi tới cùng, sau này đi thăm và mang cơm tù cho cô ấy. Đó, bây giờ lừa đảo cộng đồng mà, lừa đảo hết như vậy. Bây giờ trước mắt các bạn nè, các bạn cũng thấy cô Linh Lan này bám theo, đó, là cộng đồng mạng để xin tiền, ngửa tay xin tiền. Chứ con bé Helen nó bay lớn đó rồi, gửi nhà trẻ, mình tìm công ăn việc làm được rồi. Đó, nhưng mà cô này dễ gì, trời ơi, ăn sung mặc sướng rồi, ngửa tay xin tiền không à. À, đâu có làm cái gì đâu mà cực khổ đâu. Nói cái việc mà đi làm kiếm tiền chắc hơi bị khó. Cái cô Linh Lan này chỉ ngửa tay, bởi vậy mấy ông YouTuber nào mà muốn nhào vô hơi bị là ngại đó, không dám đâu. Vô rồi nuôi đâu có nổi, bán hết đất đai cha mẹ của mình nuôi nó cũng không nổi nữa. Cái miệng nói thì nói vậy thôi, chứ cho ông nào vô cái nè, ông này đâu có dám đâu các bạn. Thấy một con người xảo trá gian manh như vậy là sợ quá rồi. Mà từ trước tới giờ người ta làm bé, người ta làm vợ hờ đó, người ta đâu có dám cỡ này. Mà cái cô Linh Lan này coi như là mặt trơ trơ lên à. Mắc cỡ với Ái Vân thiệt các bạn ơi. Nếu mà đi giật chồng người ta mà bây giờ làm loạn như vậy, mắc cỡ thiệt, công ăn việc làm mình cũng không có nè. Mà trong khi đó mình hăm dọa phòng nha của là Ái Vân, rồi mình hăm dọa Ái Vân, mình nói là Ái Vân là không có trình độ văn hóa. Trời, nói sao mà mắc cỡ dễ sợ luôn. Nó nhục ơi là nhục luôn á. Không biết nói thì sao mà so sánh như vậy được hả trời. Có nghĩa là trắng hay là đen, bạn bị mù màu hay sao bạn không nhìn ra ta. Đó, nội so sánh đi, bản chất con người của cô Linh Lan này với Ái Vân như thế nào. Đó, gia cảnh như thế nào. Đó, trình độ văn hóa như thế nào, học vấn như thế nào. Không bằng gót chân của người ta nữa. Nhưng cô Linh Lan có một cái giỏi, giỏi quyến rũ, giỏi đi giật chồng người khác là cô này làm được hết các bạn. Đó, thường thường là những người mà đi giật chồng người khác đó các bạn, lôi cuốn những người đàn ông đó, là họ có cái chiêu các bạn ơi. Vợ nhà làm không có được, mà những cái người đó có chiêu. Bây giờ tôi nói có thể là va chạm, nhưng mà cái đây là thực sự cái việc mà nhạy cảm trong cái việc mà vợ chồng ha các bạn. Đó, những ông nào mà đi ra ngoài rồi đó ha, tự mấy ông giấu vợ, nhưng mà vợ con có thể là cũng biết đi ngoại tình đó,
Toàn là những cái con bồ nhí nó có cái chiêu hơn vợ nhà các bạn ơi. Nó có nhiều chiêu lắm cho nên là mấy người đàn ông mà vướng vào nó rồi là mê tít luôn, có thể về đòi ly dị vợ nè, rồi bán tài sản đi theo nó luôn. Chừng nào mà nó đạp đích á, thì mấy ông mới bật ngửa trở về ha các bạn. Ta nói vợ là nhà, đó, bồ là lều, mà gió thổi thì lều sập nhưng mà cái nhà còn nguyên. Đó, đi đâu thì đi ha, bồ bịch lung tung này kia kia nọ đi cho đã ti. Tới cuối đời thân tàn ma dại rồi cũng lết về cái cô vợ lớn. Nói cuộc đời nó trớ trêu như vậy đó các bạn ơi. Trong xã hội này từ xưa tới nay, câu chuyện đó nó vẫn là cái đề tài nóng hổi luôn các bạn. Xin lỗi các bạn, nếu như có sự va chạm thì bỏ qua ha các bạn. Còn cái này mà nói đó là sự thật, trong cuộc sống đời thường là như vậy đó. Đi cặp bồ bịch lung tung hết trơn, thời còn trẻ thì là không có cùng chung với vợ con mình lo lắng để làm giàu với người ta, lo nhà lo cửa, cứ đi mê bồ bịch lung tung hết trơn, tới chừng là thân tàn ma dại, tới về già đó là nó thảy về cho. Đó, sự thật trong cuộc sống nó là vậy đó các bạn. Cho nên những cái con bồ nhí vợ hờ giống như cô Linh Lan này đó là cổ có cái chiêu, cho nên Vân Quang Long mới mê, mà mê phải nói là không biết đường về luôn các bạn. Nó chửi nó mắng rồi bỏ vợ bỏ con, là coi như là gia đình của mình là hạnh phúc như thế, là tất cả những người khác đều mà mơ ước như vậy đó mà không được nữa, còn mình được, mình lại bỏ theo cái cô Linh Lan này không có ra cái gì hết trơn, nghĩ sao mà đi vậy trời. Bởi vậy thầy cô không chấp nhận ngay từ đầu, có một đứa con à, ai mà không thương đó. Nhưng mà nói nó không được, rồi cuối cùng phải ngậm đắng nuốt cay thôi, nó làm gì nó làm. Về nhà phường cũng cho cất nhà ở tạm trong đó, rồi nó ăn bám, rồi nó chửi bới. Đó, tới cuối cùng bây giờ chết, nó đem cái giấy gán nợ ra, thấy là tức trào máu không? Vân Quang Lâm bởi vì chết không nhắm mắt là vậy đó các bạn. Vậy mà khi mất rồi á, cô này lên clip á, đó, anh Vân Quang Lâm á, không có yên tâm để nhắm mắt mà ra đi. Anh Vân Long vẫn còn mở mắt là nước mắt nó chảy đó. Chảy là do cô đó. Vân Quang Long biết cái sự việc xảy ra mà không yên lòng nhắm mắt mà nước mắt nó chảy ra như vậy là cô đó, cô quậy người ta tưng bừng hết trơn. Tới giờ này cô vẫn còn quậy đó. Tại nay những cái con người mà lừa đảo rồi lương tâm của họ nó không có cắn sức các bạn ơi. Cô Linh Lan này, cái vụ mà lừa đảo 100 triệu này ha, cổ nói dối và cổ dàn dựng như vậy. Một người anh rể của mình nếu như Lâm Thành Niệm á, mà có công nghệ cao mà nhảy vô chát chiết với cô Linh Lan này để cho cô này chuyển tiền qua đó, mà không biết là anh rể mình đó ha. Mà xin lỗi các bạn, lúc chuyển tiền á, nó cũng nhảy lên cái tên của người đó, chứ làm sao mà không nhảy được. Mà cô Linh Lan này chuyển tới mấy lần, 3 lần ha, chuyển như vậy mà nói là không biết tên, cái điều hết sức là phi lý. Đó, giả sử như bây giờ cô nói là cô không biết đi nữa đi, bây giờ lỡ biết ra mà anh này là anh rể từng là chồng của chị gái của mình, coi chừng là cha của hai đứa bé đó, là con của Phan Thị Ngọc Nhi đó các bạn. Đó, tại vì Phan Thị Ngọc Nhi là không có kết hôn mà có hai đứa con, thì coi chừng cha của hai đứa bé đó, bây giờ thưa kiện làm sao? Đó, bây giờ chẳng lẽ là thưa kiện hay là thưa thì bây giờ làm sao đây? Đó, đây là một cái vấn đề còn nối tiếp dài dài để cho công an vào cuộc các bạn ơi. Chứ bây giờ cô là Ngô Thị Trúc Ly này quá trời quá đất rồi, chỉ có vào nhà đá mới hết thôi, mới kết thúc cái câu chuyện này được thôi các bạn. Bởi vì nghe tin mà Phan Phong tìm ra cái anh Lâm Thành Niệm này rồi ha, là cô Linh Lan là ngồi là quéo không đó các bạn. Sợ run luôn, bây giờ chết rồi, bí mật từ trước tới giờ mình đã lập mưu lập kế, bây giờ ha, để bàn với anh rể mình, hoặc là cùng hội cùng thuyền đó các bạn. Mà bây giờ người khác tìm ra như vậy rồi, bởi vì cô Linh Lan đâu có dám lên video hùng hổ rồi các bạn. Chứ các cô này là đâu có vừa, ai mà không hài lòng là lên video ha, mặt gân guốc, ngồi trong cái ghế sofa mà mua 51 triệu Vân Quang Long mua đó các bạn, livestream mỗi ngày đó. Đó, gân guốc ha, mặt cao có lên, em không có nhận một đồng nào, em không có nhận một đồng nào. Tiền mà chưa tới một cái là em không nhận một đồng nào. Còn mà tiền mà tới về rồi bắt đầu vui vẻ hớn hở lên là cảm ơn ríu rít. Đó, cảm ơn Kevin Trình gửi cho 1.000. Còn cái anh nào nói là gửi cho 200 đấy nhá. Anh chửi con Phương Văn Official ở Việt Nam, anh chửi quá trời chửi luôn. Dù sao đi nữa, tôi nói với anh, tất cả cộng đồng mạng, ai có vô kênh mình xem, đã chửi mình á, thì ít nhất một lần cũng xem mình cũng cảm ơn bạn.
ha, dù cho một lần bạn xem, mình cũng cảm ơn vì bạn vào xem để bạn nghe mình chia sẻ các câu chuyện, để rồi một ngày nào đó bạn cũng nhận ra ở cái cô Phương Văn Official này nó chia sẻ những cái điều đó cũng có lý. Bây giờ anh cũng có nói là con Phương Văn Official nó nói lịch sự, cho nên cuối cái video của anh thì anh có cảm ơn Phương Văn Official. Tôi cũng cảm ơn anh, mặc dù là anh cũng chửi tôi quá trời nhiều rồi, nhưng mà anh thấy đó, tôi có bao giờ tôi chửi lại anh không? Không, tôi nói rồi, anh có chửi tôi hay là ai có chửi tôi đi nữa, thì một lúc nào đó bạn nghe tôi một cái video bạn chửi, bạn nghe 5 video bạn vẫn chửi, bạn nghe tới video thứ 10 và tới mấy chục thì bạn sẽ buông súng thôi, bạn không còn chửi tôi nữa. Giống như một anh đó trước đây chửi mình quá trời, con Phương Văn Official ở Việt Nam chửi quá trời chửi luôn, nhưng mà cái video gần đây là ảnh không còn chửi mình nữa mà ảnh quay lại ảnh cảm ơn mình chứ đó. Thì dù sao đi nữa tôi cũng cảm ơn anh rất là nhiều ha. Anh cũng nhận ra một cái điều là con Phương Văn Official ở Việt Nam nó ăn nói lịch sự đó, tôi cũng cảm ơn anh có những lời nhận xét đối với tôi ha. Cái cô Linh Lan này hay khoe tiền các bạn ơi, nào là cô Kelly Trần nè, chuyển 1.000 đô, nào là anh nào đó chuyển cho là 200 đô, và đại gia nào bên Úc chuyển cho 100 đô. Nhưng mà thực sự các bạn ơi, nói là để cho cộng đồng mạng quan tâm có ai đó chuyển cho mình, nhưng mà cái câu chuyện đó nó không có thật. Cái người mà chuyển cho cô 100 triệu ở bên Úc, bên Mỹ gì đó chuyển về đó, cái điều đó là không đúng, là dì ruột của cô ta hay là bà con họ hàng gì đó chuyển để lấy le thôi đó. Rồi cô Kevin Trần á, cho 1.000 đô không biết có cho không, hứa mà không cho anh ha, mới mốt cô Linh Lan này bốc post rồi cô Linh Lan này chửi cho là bể mặt luôn. Cái gì hứa tiền bạc á, mà không cho là cô này là cô chửi cho mà thấy. Còn anh á, anh nói là anh chuyển cho cô Linh Lan 200 đô đó, anh chuyển chưa? Còn nếu mà chưa chuyển, mới mốt là coi chừng anh bị là cô này chửi đó nghe. Chứ anh đừng có nói lên con Phương Văn Official nó tối ngày nó nói. Cảm ơn anh nhiều nghe. Dù sao đi nữa anh cũng có cái lời là nhận xét tôi là con Phương Văn nó lịch sự. Cảm ơn và cảm ơn tất cả mọi người. Và trong cái kênh mình các bạn cũng có nhiều bạn tôi biết là fan hâm mộ của cô Linh Lan. Đó cho nên là vào cái kênh tôi lúc đầu cũng chửi dữ lắm, nhưng mà sau này là không còn chửi nữa. Nhưng mà có những cái lời lẽ là cũng nói xuyên nói móc. Nhưng mà tôi nói rồi, bạn có chửi tôi đi nữa thì tôi cũng là cảm ơn bạn một lần đã vào xem cái video của tôi. Cho nên bạn muốn xem hay bạn muốn chửi hay bạn muốn làm cái gì đó thì tùy bạn. Mà tôi nói cho các bạn nghe nha, tôi là chủ kênh. Cho nên là tôi chia sẻ điều này cho các bạn biết. Những ai mà vô comment mà viết những lời tục tiểu rồi các bạn, cái thằng YouTube nó không có duyệt. Nó đợi một hàng dài luôn các bạn. Tôi khi tôi vô kiểm tra tôi thấy là những cái này nè, toàn là nó rơi vào những cái trường hợp mà họ nói những cái lời nhạy cảm đó các bạn. YouTube nó không có cho qua mà nó giữ lại những cái nhận xét đó các bạn ơi. Khi nào mà mình đồng ý mình duyệt á thì nó mới là cho qua, còn bao nhiêu nó giữ lại hết. Cho nên các bạn không có biết đâu, chỉ có những người làm YouTuber, những người chủ kênh á, người ta mới biết là những cái comment nào mà YouTube nó tự giữ lại đó các bạn. Tại vì nó càng quét mà, nó càng quét những cái lời mà nhạy cảm hoặc là nói chung là vi phạm chính sách của nó là nó giữ lại hết, và nó giữ lại một thời gian sau thì là nó tự động nó xóa những cái nhận xét đó ha các bạn. Chứ mình thì mình cũng không xóa đâu đó, tôi thì không bao giờ tôi xóa, tôi để cho cộng đồng xem những người nào mà nhận xét mà chửi bới như vậy đó họ tự mắc cỡ lấy hà, chứ còn tôi không có xóa đâu các bạn. Cái vụ mà 100 triệu này tìm ra cái anh Lâm Thành Niệm đó là bà con, anh rể của cô là Ngô Thị Trúc Ly đó, thật sự là bể mặt quá trời các bạn ơi. Câu chuyện nó sẽ không dừng ở lại đây đâu. Bây giờ cô Linh Lan này chuẩn bị mà run dài dài đi em ơi. Cái sự dối trá lọc lừa của em vẫn còn non nớt lắm. Em đưa ra một cái câu chuyện gì đó là cộng đồng mạng người ta lớn tuổi hơn em nhiều, người ta nhận biết liền à. Còn em dối trá là không qua nổi đâu. Mình á các bạn, mình rất tiếc cho cái cô Linh Lan này, cổ dại, phải nói là quá dại luôn. Con người sống mà tham quá, sân si rồi tham quá, nó trở thành là một cái con người là quá dại. Phải nói là nói dùng cái từ ngu thì nó nặng quá ha các bạn, là quá dại. Đáng lẽ là ngay từ đầu ha, là âm thầm đi, tại vì mình biết là mình là bồ nhí, mình là không được gia đình chấp nhận rồi. Bây giờ mình âm thầm hết,
Có may ra là Mạnh Thường Quân là nhiều người thương tình, cô Linh Lan sẽ hốt được một cái số tiền rất là nhiều, phải không tất cả quý vị khán giả? Đó, bao nhiêu anh em nghệ sĩ rồi Mạnh Thường Quân, à dù sao đi nữa thằng Long nó chết rồi, nó cũng còn một cái con vợ ở đâu đó. Đó, bây giờ mẹ quá con coi, người ta thương tình, người ta chuyển cho rất là nhiều tiền. Còn cái này lên mạng cộng đồng mà quậy như thế này đó, bây giờ người ta biết hết rồi. Giờ này các bạn thấy là gậy ông đập lưng ông đúng không các bạn? Đó, làm ác, rồi trơ trẽn, rồi là lừa dối, hại gia đình của thầy cô và Ái Vân như vậy. Cuối cùng bản thân mình không có được cái gì hết trơn. Rồi mình tiếp tục mình làm những cái việc sai trái, mình lên mạng cộng đồng, mình làm đó, tùm lum hết trơn như vậy. Sùm hết trơn trong cái thời gian qua, mình đâu có được cái gì đâu. Mình tính mình làm vậy là mình hay đó. Đã là mình là một người con gái là nhục nhã rồi, bôi cho chát cháu vào dòng họ cha mẹ của mình rồi, mà mình lên cộng đồng mình muốn à, mình ăn thua đủ à. Tất cả cái gì cũng muốn ăn thua đủ hết trơn. Mình là vợ bé mà, mình là bồ nhí mà, mình ăn thua đủ làm chi? Trời ơi, mình âm thầm đi, may ra cái tiền Mạnh Thường Quân rót vô ào ào cho các bạn đó. Còn cái này mà quá dại luôn. Giờ phút này Mạnh Thường Quân hoặc là những người thương tình, người ta cho chút đỉnh như vậy thôi, rồi người ta cũng ngưng à, không ai cho nữa đâu em ơi. Cho nên là bây giờ đã đi quá xa rồi, em đi xa quá rồi, cho nên bây giờ là không có còn cửa để quay về. Thấy là rất tiếc cho cái cô này. Phải chi biết mình là sai ngay từ đầu thì thôi đi, mình âm thầm đi, mình rút là được rồi. Còn cái này mình ăn thua đủ. Mà các bạn nói là phía Ái Vân là môi móc à, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đó, không phải đâu. Người ta môi móc cái cô Linh Lan này làm gì? Phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, phá gia can người ta. Bao nhiêu năm nay cuộc đời người ta đắng cay đau khổ rất là nhiều. Còn các bạn là binh rồi mà, đã là binh sai trái rồi mà các bạn đi theo là con đường lại sai trái tiếp tục. Cô Linh Lan này bắt đầu môi móc ra cái chuyện mà Ái Vân là có con với bác Cường này kia kia nọ. Rồi à, con của Vân Quang Long đó là hai đứa đầu, không phải. Mà bây giờ Ái Vân á, là chấp nhận đi xét nghiệm ADN hai đứa đầu đó. Như vậy cô Linh Lan này có dám không? Đó, bây giờ các bạn binh vực đó. Như vậy các bạn kêu cô Linh Lan này đi xét nghiệm ADN bé Helen đi, xem có huyết thống gì hay không. Nếu mà có huyết thống gì là cũng mừng cho cô. Coi chừng bản thân cô cũng không biết là con của ai nữa đó. Tôi nói với các bạn, một người phụ nữ mà chính bản thân đó không biết con ai. Tại trong một lúc á, có thể là quan hệ một lúc hai người á, khi mà có con là không biết con của thằng cha nào. Các bạn hiểu không? Chỉ có bác sĩ mới biết thôi. Còn các bạn chính là người mẹ, người phụ nữ, các bạn cũng không biết được đâu. Tôi nói đó là có cái lý nha các bạn. Khi mà bạn quan hệ cùng lúc hai người, ví dụ như vài ngày hôm trước anh kia, vài ngày hôm sau là anh nọ. Như vậy là không biết cái thời gian đó là con của người nào. Chính bản thân người mẹ cũng không biết luôn ha các bạn. Thì chắc có lẽ là cô Linh Lan này không dám đi xét nghiệm là vấn đề chỗ đó. Như vậy là các bạn cộng đồng cứ so sánh đi giữa hai người phụ nữ như vậy. Người ta là danh chính ngôn thuận, người ta được cha mẹ cưới hỏi, con người ta trong giấy khai sinh có cha. Mà các bạn cũng muốn lật lọng nói là không phải là con của Vân Quang Long. Bởi vậy các bạn binh vực rồi, các bạn đi con đường hết sức là sai trái luôn đó. Rồi các bạn nói tiếp theo là Ái Vân ở với bác Cường là có con này kia kia nọ. Tôi nói ví dụ như thế này ha các bạn. Chồng của bạn mà phản bội bạn, bây giờ nó có vợ khác rồi, ly dị xong rồi, bạn phải đi tìm một người đàn ông khác để mong tìm lại cái hạnh phúc riêng cho mình. Tại vì trước đây đau khổ quá nhiều rồi. Cuộc đời mà các bạn đâu có ai đau khổ mãi được. Mình phải tự bản thân mình tìm cho mình một cái hạnh phúc. Bây giờ Ái Vân tìm cho Ái Vân một người đàn ông khác, không phải bá Cường, bất cứ ai cũng được, mà cổ cảm thấy là an ủi trong cái cuộc đời của bạn. Và cổ muốn làm lại, cổ muốn lập gia đình, đó là chuyện bình thường thôi. Giống như cô Linh Lan này bây giờ cũng vậy nè. Đó, bây giờ cổ không có dính líu gì tới ai, mà miễn làm sao cổ đi lấy ông nào cũng được, lấy mấy ông youtuber đó, ông nào cũng được, miễn làm sao ông đó đừng có dính líu vợ con là tôi hoàn toàn tôi ủng hộ cô Linh Lan liền đó. Còn nếu như cô Linh Lan này tiếp tục lấy cái ông youtuber nào mà có vợ là tôi phản đối liền đó. Các bạn có hiểu là cái câu chuyện nó đúng nó sai là như vậy hay không? Còn này bạn cứ binh bừa binh đại không biết đúng hay là sai gì, cũng cố cố để làm cái gì vậy không biết nổi nữa.
Các bạn ơi, các bạn đi sai rồi mà các bạn vẫn tiếp tục. Bạn còn nói là Ái Vân lấy cái tiền của con bé Helen để bù lỗ cho là bá Cường. Bạn nói vậy bạn nghe được. Ở đây là tôi không có binh ha các bạn. Bây giờ ví dụ như công ăn việc làm của người bạn trai của Ái Vân đi nữa đi, người ta làm ăn lỗ lã như vậy, người ta có bao giờ người ta lấy tiền của con bé Helen để người ta bù cho cái việc kinh doanh của người ta hay không? Bạn nói như vậy mà bạn không sợ Diêm Vương nó ghi chép các bạn. Bạn nói cái điều mà nó không đúng. Trời ơi, nói đúng là mình ủng hộ bạn liền. Nhưng bạn nói đó là bạn nói không có đúng. Bạn về bạn thử hỏi gia đình bạn đi, cha mẹ chồng con bạn đi. Đó, bạn nói như vậy bạn có nghe được hay không? Nghĩ sao mà lấy tiền con bé Helen? Tiền con bé Helen ở đâu? Nó làm gì nó có tiền mà là bé Helen mà có tiền mà lấy. Mà nói cái tiền mà bây giờ tôi hỏi các bạn nè, trong cộng đồng mạng bạn muốn có lấy tiền ai nó có dễ không? Còn cái tiền phong điếu á, là ở đâu ra đó hết rồi, ban tổ chức người ta chia cái gì hết rồi. Mà cái tiền đó là ba mẹ Vân Quang Long là cái người quyết định các bạn ạ. À, chứ các bạn đâu có phải nói là bây giờ ai muốn lấy là lấy. Mà cái tiền đó ba mẹ Vân Quang Long cũng đã công bố trên cộng đồng mạng hết rồi. Nó đâu đó rõ ràng hết rồi. Bây giờ Vân Quang Long chết rồi, tiền bạc của ai thiếu gì anh chị em cho mượn gì đó thì người ta trả hết rồi, sau khi xong hết rồi người ta cũng chia lại. Các bạn thấy không? Nếu như tôi nói thiệt với các bạn, còn lâu tôi mới chia. Tôi không chia nha. Cô là một con người ở đâu, bá vơ, bá vất ở đâu, tôi không nhận ngay từ đầu rồi. Cô đẻ thì cô tự cô nuôi. Cô đừng có quay trở lại mà cô mong cô đòi hỏi gì vậy. Đó, Vân Quang Long mất nè, xây mồ mả có bỏ vô đồng nào không? Bây giờ các bạn nhìn, các bạn có thấy không? Đó, mà bây giờ các bạn lên, các bạn nói là Ái Vân đi lấy tiền của bé Helen. Trời, nói thì sao mà nó mắc cỡ dễ sợ. Còn có những bạn khác chửi tục tiểu vên váo lên nữa. Tôi đi tìm cái thùng tiền phúng điếu cho ông bà. Ai mượn bạn gì? Ai mượn bạn đi tìm tiền phúng điếu? Làm như cái tiền phúng điếu nó thất lạc ở đâu vậy? Cái tiền phúng điếu là cái việc đó là ban tổ chức với gia đình, người ta sẽ bàn bạc thảo luận. Rồi là cuối cùng người ta sẽ làm những cái điều mà cho Vân Quang Long cảm thấy là tốt đẹp nhất. Thứ nhất là đi trả tiền nợ cho mấy anh em nè. Tôi nói thiệt cho các bạn cũng quá đáng. Các bạn nói ai là cho mượn tiền phải có giấy. Có giấy thì mới gọi là mượn tiền. Chứ bây giờ ai cũng nói mượn tiền. Xin lỗi bạn ạ. Không ai nói dối cho những người chết đâu. Ngày xưa tôi ở xóm tôi là có một người là mượn tôi cái số tiền cũng nhiều tới mấy triệu đó các bạn, cho mượn đó. Mà tới chừng cổ là chết đột tử các bạn, cổ bị tai nạn chết. Khi đó con của cổ có hỏi chị ơi, mẹ em có mượn tiền chị không, rồi để mai mốt em trả cho. Mà gia đình của cổ cũng nghèo nữa các bạn. Đó, thế là mình nói có mượn, nhưng mà thôi bây giờ chị cho. Thì con của người ta cũng nói để em trả từ từ cho mẹ em. Mà đâu có giấy tờ gì đâu các bạn, mình cho mượn không mà có giấy tờ gì đâu. Đó, nhưng mà khi mà qua là thắp hương á, là mình đi tiền phúng điếu rồi, sau đó mình lại bàn thờ đó, mình vái luôn, con cho cô luôn chứ con không có lấy, để cho cô đừng có thiếu nợ trên trần gian này nữa. Đó, các bạn thấy không? Con người ta cũng biết là mẹ đi mượn nợ đâu vòng vòng đó, nhưng mà không có giấy nợ. Rồi người ta cũng nói là người ta sẽ đứng ra để người ta trả lần lần cho mình. Đó. Còn mình á, thì bây giờ nếu ai lấy thì lấy, còn không lấy thì người ta cho. Còn Vân Quang Long cũng vậy, bạn bè khi mà mượn vài trăm đô, vài ngàn đô, có ai mà Long ơi, mày ký cái giấy vô đây được không? Bạn bè không mà ai kêu ký giấy. Đó, các bạn thấy nghĩ có đúng hay không? Mà các bạn cũng môi ra, các bạn nói là ai cho mượn nợ phải là chi tiết ra. Hồi xưa bà Kelly Trần bà lên bà có nói cũng hay lắm, cái vụ tiền phong điếu đó. Nói ai cho mượn thì phải cũng có giấy tờ chứng minh là cho mượn. Bây giờ tôi hỏi bạn nè, đôi khi trong cuộc đời của bạn, bạn cũng cho một ai đó mượn, hàng xóm, chị em, họ hàng gì đó mượn. Có bao giờ bạn kêu ê, mày mượn của chị mày phải ghi cái giấy hoặc là mình ký tên vô đây không? Có không các bạn? Những cái chuyện nhỏ như vậy bạn cho qua cho lại mượn với nhau mà bạn kêu người ta ký tên, có ai làm được vậy không? Còn bây giờ chết rồi thì bây giờ nếu bạn bè ai cho được bao nhiêu thì cho, nhưng mà chính gia đình của người ta cũng phải lên tiếng à, Long nó còn thiếu ai đó để trả chứ bạn. Giống như trường hợp của nãy mình kể cho các bạn nghe đó, con người ta cũng hỏi mình có mượn chị không, mẹ em có mượn không để em trả cho. Đó,
Các bạn thấy là gia đình người ta cũng phải hỏi mượn ai ai để người ta là trả lệ cho các bạn, chứ đâu mà nín thinh là ôm cái số tiền đó hết. Mà cái tiền phung điếu đó là cha mẹ Vân Quang Long sau khi mà hoàn tất hết hậu sự rồi hết rồi thì còn bao nhiêu á thì người ta cho lại. Mà tôi nói thiệt với các bạn, nói chia cho hai con của Ái Vân, thật sự mà nói Ái Vân còn cho lại ba mẹ Vân Quang Long còn nhiều hơn nữa. Bây giờ người ta đã là khá giả rồi, cái số tiền đó người ta lấy làm gì mà các bạn cứ chửi mắng Ái Vân. Thật sự ra bạn nói Ái Vân là người không tốt, nhưng nếu bạn rơi vào hoàn cảnh Ái Vân đi rồi bạn sẽ hiểu, và bạn không bao giờ có một cái sự nhẫn nại và một người tốt giống như Ái Vân như vậy đó. Bạn không có làm được vậy đâu. Bạn làm YouTube trên cộng đồng thì bạn cũng phải là cố gắng có một cái tâm của mình một chút và có cái tầm nhìn một chút, chứ đừng có lu mờ mà mình là toàn là mình sống là không biết lương tâm mình để đâu. Mình đi vào một cái sự việc nào đó thì mình cũng phải cố gắng, thứ nhất là ăn nói lịch sự trên cộng đồng để cho cái việc đó là một cái văn hóa ứng xử trên cộng đồng đó, để cho mọi người nghe cái video của mình họ là còn thích nghe nữa. Chứ bây giờ nếu như ở trên cộng đồng mà bạn văn tục, bạn chửi thề như vậy, lỡ mà trong gia đình người ta mở cái video ra, có con cháu hoặc mấy đứa nhỏ, mấy trẻ em á, nó ngồi xung quanh đó, thử hỏi bạn, người ta có dám nghe hết cái video bạn chửi không? Chắc là không dám rồi. Tôi nói thiệt, thấy cái mặt là không dám luôn á, không dám mở ra rồi nghe nó chửi ra, ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ này kia nọ. Đó, các bạn thấy là tâm lý chung của cộng đồng là như vậy. Cho nên khi mình lên video, mình cố gắng mình làm sao, mình diễn đạt làm sao để cho dễ nghe và lịch sự. Cái đó là một cái điều tối thiểu để tôn trọng cộng đồng, tôn trọng khán giả ha các bạn. Còn cái này những người mà nghe bạn chửi không đó, cái đầu nó cũng là u mê luôn nữa. Nghe bạn chửi hiếc cái đầu óc làm sao mà sáng nổi. Bạn thử nghĩ đi, trong gia đình vợ bạn chửi bạn hoặc là chồng bạn chửi bạn ha, bạn có tức là cái não của bạn là lên tới đỉnh không? Còn cái này là cộng đồng mạng mà nghe bạn chửi như vậy, ai mà cũng kiên nhẫn mà nghe bạn chửi, tôi cũng khen luôn. Thật sự là mà chửi những cái lời tục tiểu rồi ăn bậy nói bạ không như vậy thì sao mà nghe cho được trời. Nghe không có lọt lỗ tai nổi, mà nghe chửi hiếc nó bị hư cái não rồi các bạn. Cho nên cộng đồng mạng á, cho nên cộng đồng mạng bạn có cái quyền lựa chọn. Bạn chọn những cái gì mà bạn cần nghe. Chứ còn nếu như bạn tối ngày bạn nghe người khác chửi như vậy không thì đầu óc đâu mà thanh thản nữa để bạn còn đi làm kiếm tiền trong cuộc sống bạn nữa. Đôi khi nghe trên cộng đồng mạng là bạn nghe để tìm hiểu cái câu chuyện đó và để biết cái sự việc, cái câu chuyện đó nó như thế nào. Mặc dù là binh vực cho lẽ phải đi nữa, giống như mình chia sẻ một cái anh YouTuber kia đó các bạn, mặc dù là anh chia sẻ phân tích và anh bảo vệ cô Linh Lan, nhưng mà anh ăn nói rất là lịch sự, nhẹ nhàng. Khi mà bước đầu mình là thực sự mình dành lời khen cho anh ấy rất là nhiều ha các bạn. Nhưng mà mình không có đồng tình với cái việc của ảnh mà binh vực cô Linh Lan. Mình có cái sự phản biện lại đối với ảnh đó các bạn. Nhưng mà trước mắt là mình có lời khen dành cho ảnh, là anh ăn nói lịch sự, nhẹ nhàng, phân tích rồi dễ nghe. Ít ra thì cũng phải vậy chứ các bạn. Còn các bạn ở đây là các bạn hầu như là nhìn những cái con người ngộm gì mà thấy nó mà ghê quá luôn á. Ăn nói thì mặt mày vênh váo luôn, sáo sượt. Ăn nói là không có văn hóa luôn đó. Nói chung là cái cách mà ứng xử trên cộng đồng là không có văn hóa. Các bạn hãy xem lại đi. Nếu mà chính bản thân mình rơi vào trường hợp đó thì là hy vọng các bạn sẽ sửa dần dần, rồi lúc nào đó bạn cũng sẽ được hoàn chỉnh hơn thôi. Giờ tôi ha đảm bảo với các bạn, cô Linh Lan này không dám lên tiếng mạnh, bây giờ cũng không dám lên tiếng nữa đâu. Cái vụ mà anh rể nó lừa đó thì cái việc đó chắc là cái cô này là chủ mưu rồi các bạn ơi. Cái điều này mà quay trở lại mà trước đây á, nếu như cô chưa lên video á, cô biết vậy là cô không có làm vậy đâu. Cô không có ngờ cái câu chuyện mà đến ngày hôm nay nó xảy ra như vậy thì là quá tệ hại rồi. Cô này chỉ còn một con đường đi nữa thôi các bạn ơi. Con đường mà đi thẳng hang, đi thẳng vô nhà tù đó, không có ngoái lại được luôn các bạn. Một con đường đi mà cuối đường hầm không có ánh sáng le lối đó các bạn. Sống trên đời này, cái đạo đức cũng không có, mà cái danh dự cũng không có. Chính bản thân mình chà đạp lên cái danh dự của mình. Bao nhiêu cái video trước mình đã phân tích rồi, cô Linh Lan này tự chà đạp lên danh dự của mình, nhân phẩm của mình, và kể cả cái đạo đức của mình, tự mình làm ra hết.
Chứ không ai mà chà đạp lên mình đừng có trách cộng đồng, mình đừng có trách bên Ái Vân hay thầy cô. Chính bản thân của mình làm cái điều đó, chính bản thân của mình hại mình, mà mình tưởng là người khác hại mình. Ủa, bây giờ gia đình người ta ấm êm hạnh phúc, người ta có vợ có chồng như vậy, tự nhiên mà mình làm người vợ bé, mình chui vào đó, mình phá gia can của người khác. Như vậy cái danh dự mình còn đâu? Rồi cái lòng tôn trọng của mình đâu? Đó, bây giờ nhân phẩm, đạo đức mình cũng không có luôn. Chính bản thân mình tự hại mình chứ không ai hại mình đâu các bạn ơi. Đừng có trách cộng đồng, đừng có trách mọi người khác, mà hãy trách chính bản thân của mình. Và sau này cũng vậy, con bé Helen đó, là đừng có trách cộng đồng hay trách ai, trách mình đi. Mình làm những cái việc đó là sau này mẹ mình đã dạy cho mình những cái con đường đi như vậy hả sao? May ra con bé Helen sau này nó sẽ không đi theo con đường của bạn đã từng đi. Đó, bạn cố gắng dạy dỗ con gái mình làm sao sống cho nên người và có ích cho xã hội, để sau này cuộc đời của nó không phải vướng phải những cái nỗi lầm lỡ giống như bạn đã từng đi qua, để cho cuộc đời của nó sẽ tốt đẹp hơn ha các bạn. Đây là một cái câu chuyện mà trong xã hội này phải nói là không biết nói như thế nào đó. Nó quá sức tưởng tượng đi. Chắc có lẽ là ghi chép lại trong một cái lịch sử, một cái cô nhân tình, một cô vợ bé, mà cái câu chuyện rất là đáng buồn các bạn ơi. Không có gì mà vui vẻ hết các bạn. Và cái sự kết thúc nó không có hậu. Vì sao? Cuối cùng này cô này sẽ vướng vào phòng lao lý thôi các bạn ơi, một ngày không xa đâu. Và tiếp tục như thế này, bây giờ dừng lại cũng đâu có được nữa các bạn. Bây giờ em đi xa quá rồi, bây giờ đâu có dừng lại được. Cho nên trong cái câu chuyện này là các bạn thấy là cô Linh Lan này, em đã đi xa quá rồi, một ngày nào đó là em không còn có lối thoát nữa các bạn ơi. Bởi vì tôi nói là cô Linh Lan này đi một cái con đường đi mà cuối đường hầm không có ánh sáng le lối là vậy đó các bạn. Thôi các bạn ơi, cái video này cũng khá dài rồi. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ phân tích những cái câu chuyện tiếp theo và chúng ta cùng nhau theo dõi và chia sẻ các câu chuyện xem. Câu cuối cùng là có cô Linh Lan này với cái người anh rể Lâm Thành Niệm sẽ như thế nào, và công an vào cuộc ra làm sao vạch trần sự thật một cái kẻ mà lừa dối cộng đồng mạng trong nước cho đến ngoài nước, thì chúng ta hãy chờ đợi tin tức tiếp theo ha các bạn. Hy vọng là mọi người luôn ủng hộ kênh Phương Văn Official nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.